Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang tin địa phương do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lạc Sơn thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 6 tháng 2 năm 2023, huyện Lạc Sơn đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023. Đến dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh. Về phía huyện Lạc Sơn, có đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Đồng chí Bùi Văn Kía, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy. Đồng chí Bùi Văn Lịnh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các ban ngành đoàn thể huyện và các xã, thị trấn. Năm 2023, huyện Lạc Sơn có 257 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, giao cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng là 224 nam công dân. Cụ thể, tiểu đoàn 33 Bộ Tham mưu Quân khu 3 25, sư đoàn 395 Quân khu 3 60, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình 6, lữ đoàn 279 Binh chủng Công binh 40, Bộ Tổng Tham mưu 35, Trường sĩ quan Lục quân 1 20, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng 10, Tổng cục Kỹ thuật 23, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng 4 và giao cho các đơn vị thuộc Bộ Công an 33 nam công dân. Nhờ làm tốt công tác tuyển chọn nên 100% thanh niên lên đường nhập ngũ của huyện Lạc Sơn đều đảm bảo về tiêu chuẩn sức khỏe và trình độ học vấn. Trong lễ giao nhận quân, các tân binh đều phấn khởi, tự hào và sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện và đồng chí Bùi Văn Lịnh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã thắp lửa truyền thống và nổi hồi trống mở hội giao quân. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Văn Lịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã biểu dương tinh thần tình nguyện nhập ngũ của các tân binh, đồng thời kêu gọi các tân binh an tâm lên đường nhập ngũ, làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc và nhân dân giao phó. Đồng thời đồng chí cũng mong muốn các tân binh luôn tu dưỡng rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả của thanh niên, làm rạng rỡ truyền thống của quân đội, quê hương và gia đình. Lễ giao nhận quân năm 2023 của huyện Lạc Sơn được diễn ra trang nghiêm, nhanh gọn, đúng quy định, ấm áp nghĩa tình trong niềm vui phấn khởi của các tân binh và cán bộ, nhân dân trong huyện. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn đã tổ chức hội nghị giao ban vùng Đại Đồng tại xã Yên Nghiệp nhằm đánh giá tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tiến độ sản xuất vụ chiêm xuân và các nhiệm vụ trọng tâm khác trên địa bàn huyện. Theo phản ánh của các đại biểu dự hội nghị, thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã vùng Đại Đồng được đảm bảo, công tác tổ chức thăm hỏi tặng quà được các cấp, các ngành, xã, thị trấn quan tâm. Tổng số xuất quà được tặng trong dịp Tết Quý Mão là 2.734 xuất với tổng số tiền trên 1 tỷ 310 triệu đồng. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom rác, phế thải tồn đọng tại các khu dân cư, đường phố, điểm công cộng, các điểm tập trung đông người, kiểm tra các hàng quán, bãi để xe, đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường tại các khu di tích, khu vực lễ hội. Các cơ quan chức năng tích cực vào cuộc tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán. Công tác phòng chống đói rét và dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được quan tâm chú trọng. Trong dịp Tết không có hiện tượng tụ tập đông người gây rối mất an ninh trật tự. Sau Tết, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lễ hội đã được tổ chức trong không khí vui tươi, lành mạnh, phù hợp với bản sắc văn hóa của dân tộc. Nổi bật là lễ đón bằng di tích lịch sử cấp tỉnh Đình Khói, xã Ân Nghĩa, lễ hội Đình Cồi. Cùng với các hoạt động vui xuân, bà con nhân dân đã tập trung đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ chiêm xuân, ước thực hiện gieo trồng cây vụ xuân năm 2023, làm đất cấy khoảng trên 285 hecta, cấy khoảng 142 hecta. Tổng lượng giống đã gieo 30,9 tấn. Theo kế hoạch, các xã thị trấn kết thúc gieo cấy lúa trong tháng 2 năm 2023.
Tại xã Chí Đạo, Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn cũng đã tổ chức hội nghị giao ban vùng quyết thắng để nghe báo cáo về tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm khác trong thời gian tới. Thông qua buổi giao ban, lãnh đạo các xã trong vùng đã phản ánh kịp thời tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các hoạt động khác trên địa bàn. Theo đó, các xã đã làm tốt công tác tổ chức thăm hỏi, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, cứu trợ đột xuất kịp thời trong thời gian nghỉ Tết. Tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách được các cấp, các ngành quan tâm. Công tác an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo. Công an các xã đã thành lập tổ trực thường xuyên, tuần tra đấu tranh phòng chống tội phạm, kiểm tra kiểm soát an toàn giao thông trên địa bàn. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, trên địa bàn vùng quyết thắng không xảy ra vụ việc nghiêm trọng nào về an ninh trật tự, an toàn xã hội. Các xã làm tốt công tác phòng chống các dịch bệnh, tổ chức tuyên truyền hướng dẫn nhân dân phòng bệnh, giữ vệ sinh ăn uống, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong những ngày Tết. Công tác khám chữa bệnh cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán được đảm bảo. Trạm y tế các xã phân công trực 24/24 giờ để phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn đã tổ chức hội nghị thường kỳ đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2023 và thông qua một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Đồng chí Bùi Văn Lĩnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Sơn chủ trì hội nghị. Tại cuộc họp, qua nghe lãnh đạo Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện trình bày báo cáo kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2023. Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng trình bày chỉ thị về việc tăng cường quản lý hành lang an toàn giao thông, quản lý quy hoạch trật tự xây dựng và bảo vệ hành lang an toàn, công trình lưới điện cao áp trên địa bàn huyện. Các đại biểu đã tập trung phát biểu ý kiến vào nội dung các báo cáo, qua đó thống nhất cao đối với các văn bản đã trình tại cuộc họp, đồng thời đề xuất nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới để Ủy ban Nhân dân huyện tập trung chỉ đạo. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị các cơ quan tham mưu soạn thảo văn bản tiếp thu các ý kiến bổ sung chỉnh sửa để ban hành văn bản của Ủy ban Nhân dân huyện. Đối với nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2023 và thời gian tới, các đơn vị cần tập trung vào công tác thu ngân sách nhà nước, trong đó tập trung thu từ đấu giá quyền sử dụng đất tại 4 khu. Phấn đấu đến 30 tháng 6, huyện Lạc Sơn cơ bản thu đạt kế hoạch tỉnh giao. Về thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng và các dự án đảm bảo tiến độ, phối hợp đẩy nhanh tiến độ thẩm định giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm. Trên cơ sở quyết định các ban hành kế hoạch chỉ đạo điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2023, đề nghị các ngành rà soát lại các nhiệm vụ được giao để sớm tham mưu triển khai thực hiện. Tham mưu xây dựng kế hoạch giao cho các xã thị trấn xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP, phấn đấu đến năm 2023 mỗi xã xây dựng một sản phẩm OCOP. Duy trì công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, đẩy mạnh công tác tấn công, truy quét các loại tội phạm, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn hạn chế trong năm 2022. Ngay những tháng đầu năm 2023, đề nghị các cơ quan đơn vị, các ngành quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 tháng 2 năm 2023 đã diễn ra lễ hội Đình Khênh xã Văn Sơn huyện Lạc Sơn. Đây là lễ hội rất đặc trưng của người Mường với 9 nghi thức quan trọng bao gồm nghi thức đánh trống đồng khai hội, nghi thức rước kiệu vua, rước bông cơm trái lúa, nghi thức khơi giếng vó đình, nghi thức vần tượng dạ há, chặt đầu tướng giặc, nghi thức kéo hội, nghi thức võ đuống và nghi thức cầu chim. Đình Khênh nằm dưới chân Khủ Khênh, xã Văn Sơn, huyện Lạc Sơn, hướng về phía Tây Nam. Theo truyền thuyết, ngày xưa quân giặc Ngô đến xâm lược xứ Mường, ông Trưởng Tín, bà Triệu Ân lấy núi Khủ Khênh làm căn cứ chiêu binh Mường, huấn luyện quân sĩ, đem quân đi đánh giặc Ngô, đánh tan quân giặc, giết chết tướng giặc. Hai vị chặt đầu tướng giặc đem về Khủ Khênh tế trời đất. Về sau các vị hóa ở Khủ Khênh.
Người dân Mường tưởng nhớ công ơn các vị nên đã cho lập đình để khói hương thờ phụng. Bên cạnh đó, đình Khênh còn là nơi thờ ông Hiển, ông Hiệu, là hai anh em có tình yêu thương nhau nhất mực, khi chết hóa thần thánh phù trợ cho dân Mường, được dân Mường tôn làm thành Hoàng Mường và cho thờ trong đình Khênh. Các nhân vật được thờ tự trong đình là các vị ông Trưởng Tín, bà Triệu Ân, ông Tước Cổ, Mụ Quan Già, ông Phù, bà Phù, người giữ cờ hiệu Ấn Tín, Phù Hiệu, tướng Cai Đỏ, Cai Đào, anh chàng Bông Hương, bà nàng Thơm, ông Hiển, ông Hiệu. Đình Khênh này là có 9 nghi lễ, đặc trưng nhất là có 9 nghi lễ trong diễn ra trong 2 ngày. Còn cái lễ hội trong cái đình này là thờ thứ nhất là ông Trưởng Tín và bà Triệu Ân và ông Phù, bà Phù và rất nhiều các vị thành hoàng của đất Lạc Sơn này. Trong này nó thờ là có cả anh chàng Bông Hương và nàng Thơm, và thờ những cái đá phở ruộng, có nghĩa đá chúa nà, có nghĩa là người mang người dân đầu tiên đi khai hoang phở hoang rồi, và sẽ đào những cái ruộng để bậc thang để cấy từ ngày xưa. Đó, nó 9 người và thờ hết những người mất ở đánh giặc mà mất trẻ về súng ống, là hoặc là bị chết chém chết đâm ở ngày xưa. Các cụ bảo là cái đấy là sẽ thờ hết những cái đấy. Hôm nay là nghi lễ trong này là có 12 mâm to, có nghĩa là nó là 50 mâm nhỏ, có nghĩa là vào khoảng cỡ là 80 mâm. Lễ hội đình Khênh trước đây thường được tổ chức vào ngày 12-13 tháng Giêng theo lịch người Mường, tức ngày 13-14 tháng Giêng âm lịch. Lễ hội đình Khênh là một lễ hội truyền thống tín ngưỡng dân gian của dân tộc Mường, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Trong thời kỳ chiến tranh, đời sống kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn. Từ những năm 1950 đến lễ hội đình Khênh đã không được tổ chức và có nguy cơ bị mai một. Năm 2018, lễ hội đình Khênh đã được phục dựng và đây là lần tổ chức thứ ba nhằm bảo tồn phát huy những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Mường, đáp ứng nguyện vọng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Văn Sơn nói riêng và huyện Lạc Sơn nói chung. Từ Tết Nguyên đán đến nay, trên địa bàn huyện diễn ra rất nhiều lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Trong đó có lễ hội đình Khói xã Ân Nghĩa, lễ hội đình Cổi xã Vũ Bình, lễ hội đình Khênh xã Văn Sơn, lễ hội đình Băng xã Ngọc Lâu và một số lễ hội khai hạ xuống đồng khác. Mỗi lễ hội đều có những nét đặc trưng riêng, tập trung vẫn là thể hiện tâm tư nguyện vọng của nhân dân, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình an no đủ. Các lễ hội cũng thể hiện văn hóa tâm linh tín ngưỡng đã có từ rất lâu đời của bà con nhân dân. Đặc biệt, lễ hội khai hạ xuống đồng hầu như năm nào cũng được tổ chức từ quy mô nhỏ cấp xóm, cấp xã cho đến cấp huyện. Đây là lễ hội được tổ chức đơn giản nhưng hết sức ý nghĩa, với nghi thức cày bừa xuống ruộng ngày đầu năm để cầu mong có được một mùa màng bội thu. Lễ khai hạ rất là quan trọng và rất là có ý nghĩa với bản sắc của người dân tộc. Hôm nay là ngày bừa, ngày cày nên là muốn ở trên bừa, người ta gọi là cuống mùa. Cuống mùa này là để cầu mùa màng tươi tốt, để bội thu. Thì lấy ý nghĩa thứ nhất, ý nghĩa thứ hai nữa thì là ngày xưa thì người ta cũng đến ngày lễ này thì người ta lại đắt cho mùa cho cày ra, thì người ta làm cho cái quê hương làng xóm, cái ba mương trống này để có được mùa tốt đẹp. Lễ hội xuống đồng của người Mường là hoạt động ý nghĩa đầu năm nhằm kịp thời động viên, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc trong vùng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân, tạo động lực và khí thế mới, cổ vũ phong trào thi đua sản xuất và xây dựng giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của cha ông. Dân tộc ta có truyền thống uống nước nhớ nguồn, thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó của dân tộc và thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, hàng năm cứ vào dịp Tết Nguyên đán, cùng với các địa phương trong cả nước, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các cơ quan ban ngành đoàn thể, ủy ban nhân dân các xã thị trấn, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội thường có nhiều hoạt động thăm chúc Tết, tri ân gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, cán bộ lão thành cách mạng, hộ nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội.
Tết Quý Mão vừa qua, huyện ta đã trao tặng tổng cộng 13.910 xuất quà với tổng số tiền 6.323.845.000 đồng cho các đối tượng nêu trên. Quý vị và các bạn thân mến, trang tin địa phương do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lạc Dương thực hiện đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.